Hello các bạn, mình đang dùng camera hành trình Vietmap, mã là VM300. Mình lắp cũng được hơn 1 năm rồi và tự nhiên bây giờ mình không xem được trực tiếp ở trên cái phần mềm Vietmap Live trên điện thoại nữa. Mình nghi rằng là nó hết 3G hoặc 4G. Đây, cái camera đây đây. Cái camera này thì mình lắp gần 5 triệu. Nó hay một cái là nó có camera trong này với camera trước. Nhưng mà mình đang nghi ở đây là nó hết 4G rồi. Tự nhiên đợt này không xem được nữa. Đó, không xem được trên điện thoại nữa. Khả năng bây giờ muốn xem được thì phải thay cho nó một cái sim. Và mình đã chuẩn bị một cái tô vít ở đây. Tô vít rất là nhỏ. Bởi vì là trên cái camera này ấy, mình nhìn rất là kỹ, nó lại không có cái chỗ nào để cắm khe sim, mà nó lại có một cái phần để mình quay cho các bạn xem này. Ở phần bên hông thì nó có một cái phần khe như này mà có ốc vít, thế nên là bây giờ phải cần có tô vít để xoáy nó ra để xem bên trong nó có phải là cái sim không nha các bạn nhé. Bây giờ mình xoáy nó ra nhá. Đó, bây giờ mình sẽ xoáy ra để xem là bên trong nó có phải là sim không các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ xoáy ra này. Ui giời, xin phép các bạn là mình tắt để mình xoáy nha. Đúng là khi tháo cái lắp này ra các bạn. Đó, thì bên trong đây là nó có một cái sim này. Đó, bên trong đây có một cái sim với một cái thẻ nhớ. Đó, để mình quay gần cho các bạn xem nhé. Quay gần này. Có một cái sim này, đây là cái sim này, cái thẻ nhớ này. Thì bây giờ phải cần thay cái sim này này. Đó, thì bây giờ nó mới có mạng, có mạng thì mới xem được các bạn nhé. Đấy, thì có rất là nhiều anh em mình tìm ở trên YouTube ấy thì không có ai hướng dẫn, thì mình nghĩ rằng là cũng có nhiều người cũng đang sử dụng cái cam này, nhưng mà khi hết thì anh em lại không biết tìm ở đâu để thay. Thì anh em cứ xoáy cái lắp này ra là bên trong sẽ có cái thẻ nhớ và có một cái khe để thay sim khác vào. Thì thay sim khác vào có mạng là xem được mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.